cửa hàng thú cưng mới thật tuyệt vời mà. Đồ chơi có, thức ăn cho thú cưng có, còn có nhà dành cho mọi thú cưng nè. Chờ một chút, còn thiếu thứ gì đó. Đúng vậy, mình cần một trợ lý. Nếu bạn cần có trợ lý là mình đây, có trách nhiệm và dứt khoát, bạn được tuyển nha. Bạn sẽ không hối hận đâu. Hãy tối ưu hóa quy trình làm việc của bạn nào. Không không, nhiệm vụ của bạn là lau sạch bụi thôi. Dọn dẹp sao cũng được. Nếu bạn định làm cái gì đó, hãy làm cho đúng nha. Sạch không tì vết, không một hạt bụi nào. Mình đề nghị cái kệ trống. Tốt hơn là bạn nên quét sàn đi. Tốt thôi, và quay lại làm việc nào. Bụi bẩn này ở đâu ra vậy nhỉ? Cái gì? Lại nữa? Thật sơ sài. Dọn sạch nó nữa. Ai đây? Làm gì đi? Xin chào, mình là trái đất. Xin chào nha. Mình rất là bụi. Suýt thì quên nữa. Chú cuốn của mình nè. Cần có một ngôi nhà. Đó là lý do tại sao bọn mình đến đây đó. Không thành vấn đề, mình sẵn lòng mà. Và trong khi đó, mình sẽ chăm sóc chú cuốn của bạn. Đừng lo nha, anh bạn sẽ được chăm sóc mà thôi. Mình thật sự cảm kích đó. Sẽ quay lại ngay. Bắt đầu thôi nào. Đầu tiên, đo kích cỡ đã. Cái này dùng để làm phần đế. Mặc dù vậy, phải phủ lên bằng cái gì đó. Cỏ. Cảm ơn bạn nha, trái đất. Chuẩn luôn. Đến cái hàng rào nào. Bạn nghĩ sao hả, cuốn con? Anh bạn thích nó đó. Mình biết ngay mà. Dán nó vào. Sô-cô-la là đồ ăn vặt yêu thích của mình. Bạn có đói không nè? Đồ ăn và nước uống đây. Ăn đi. Ngon quá xá. Quá trình xây dựng thế nào rồi? Kinh quá à. Nhầm bát rồi. Hàng rào đã xong xuôi. Giấu khúc xương chỗ này và ném lên một ít đất. Chuỗi quả mọng và nấm. Tuyệt vời. Ben à, bạn đổ rác nha. Chắc chắn rồi. Tuy nhiên không phải bây giờ. Đầu tiên, làm ngôi nhà bằng cái thùng. Bạn mang cho mình thứ gì hả? Vỏ cây. Cảm ơn nha. Vỏ cây sẽ biến cái thùng thành một gốc cây. Đặt một ít rêu lên trên. Ngôi nhà thật là tuyệt vời. Tấm thảm chào mừng. Còn thiếu gì nữa không ta? Có rồi. Mình sẽ phủ hạt xuống đất và tưới chúng. Và nước sẽ ở đây. Đồ ăn nhẹ vào đây. Tuyệt vời. Và món đồ chơi nấm dành cho Navi. Ngôi nhà đã xong chưa vậy? Hãy xem nào. Wow. Ý mình là nó thật đáng yêu đó. Bạn đã làm được. Thật tuyệt vời. Navi, đến với mẹ nào. Bạn có thích ngôi nhà mới của mình không? Anh bạn không hào hứng. Navi ghét nó. Vẫn chưa xong đâu nha. Cái gì vậy? Ảnh của Navi. Ồ, thật là ngọt ngào mà. Chào mừng bạn đến với ngôi nhà mới. Giờ thì cậu bé rất thích nó. Vừa kịp lúc tìm thấy khúc xương nè. Của bạn đây. Bạn đã làm rất tuyệt vời đó. Cái gì? Lá cây hả? Ben, bạn cầm lấy đi. Cảm ơn nha. Wow, mình giàu rồi. Không nhanh như vậy đâu. Cảm ơn. Hẹn gặp lại. Mình sẽ có gì đây? Một việc vặt khác. Dọn dẹp. Ngôi nhà dành cho thú cưng bốn nguyên tố đang bán chạy như tôm tươi. Đến lúc phải thay đổi hướng đi rồi. Giờ đây là cửa hàng thú cưng bốn nguyên tố nè. Ý tưởng tuyệt vời. Bốn nguyên tố ư? Lau sạch sàn nhà đi, đừng có sao lãng đó.
Bão đến ư? Xin chào, mình là Không Khí. Xin chào, bạn à, chăm sóc khách hàng của bọn mình nào. Mình có thể giúp gì cho bạn? Ồ, mình muốn đặt mua ngôi nhà cho bé thỏ của mình. Ồ, dễ thương quá đi à. Chớp chớp, lo ngôi nhà nha. Mình sẽ lau sàn nhà. Không đời nào. Được rồi, hãy bắt đầu thôi. Dùng các thanh gỗ để làm phần khung nha. Tuyệt vời. Phía bên kia. Giữ chặt nó. Tất cả đã xong xuôi. Bước 2. Sơn màu. Bạn có thích màu sắc của bầu trời không? Ồ, vâng. Em bé này thích không khí trong lành. Tiếp theo là gì nhỉ? Một tấm lưới. Cái kim bấm sẽ có ích nha. Cánh cửa với kích thước phù hợp. Cố định chặt các bản lề. Xong xuôi. Một, hai, ba. Ba đê pin. Cái thang đã xong xuôi rồi. Thế nào rồi hả? Khách hàng có thể chọn màu. Mình nghĩ là mình biết nè. Màu trắng rất đẹp và thoáng mát. Thang sẽ có đủ các màu sắc cầu vồng. Để ở đây. Cái hộp. Cảm ơn nha. Cắt một lỗ và bọc nó bằng lông trắng. Đây là nơi bé thỏ sẽ ngủ đó. Cây đồ ăn ở phía bên này. Và chai nước uống ở phía bên kia. Hãy đổ một ít cát vào nha. Tiếp là dựng mái nhà. Bông biến thành tấm bìa cát tông đơn giản thành đám mây mềm mại. Nên cho Ben ở đây vì công lý. Ben à, mình có nên tìm trợ lý mới không nhỉ? Không cần đâu, mình đùa thôi. Đã có cỏ khô cho thỏ. Thêm đồ ăn nữa nè. Với khách hàng như thế này, bọn mình sẽ luôn luôn giàu to. Bắp cải. Chờ chút. Ô không, bạn đã làm gì vậy? Ho ho. Ngôi nhà cho thú cưng của bạn đã xong rồi. Xin mời. Cậu bé thích nó. Sao bạn có thể không yêu ngôi nhà này chứ? Cảm ơn bạn đã làm nha. Đây. Cảm ơn rất nhiều. Đã đóng tiền nè. Bên à, bạn đánh rơi rồi nè. Rất ngoan. Mình đi đây. Gặp lại sau nha. Màn ra đi thật ấn tượng mà. Có nên làm khu trưng bày đẹp hơn không nhỉ? Cái gì vậy? Cái chai. Tại sao? Taxi. Nghĩa là sao nhỉ? Mùi như nước thông thường vậy. Hình như cũng giống nước nữa. Cái gì? Xin chào. Yeah, wow. Là mình nè. Đỡ được rồi. Đừng lo mà. Mình có thể giúp gì được cho bạn đây. Chú rùa của mình cần ngôi nhà mới. Bọn mình sẽ cố hết sức. Hãy bắt đầu với cái bể cá nha.
cái hộp này sẽ có ích nè. Không, không, có rồi. Làm cách nào để xây cái bệ cho chú rùa nhỉ? Có rồi. Trông đẹp đó nha. Tuyệt vời. Cái bệ sẽ để ở đây. Cầu trượt dốc. Sắp sơn xong rồi. Cái bệ sẽ có màu trắng. Còn chân sẽ có màu xanh. Đây rồi. Bây giờ đây là cái thác nước. Chỉ cần vẽ biểu tượng nước thôi. Đá từ sông. Đặt hàng rào ở đây. Và dưới cùng sẽ rải đá và vỏ sò. Thật dễ thương mà. Thác nước sẽ trông đẹp trên cái bệ. Và cái khay đồ ăn hình chú cá nằm trong góc. Hãy trang trí chiếc ly đơn giản với cá. Ở đây. Thứ thay đổi cuộc chơi. Cái gì vậy? À, mình cảm thấy không khỏe. Lưới cá vừa khích luôn nè. Đến lúc đánh thức Julie rồi. Dậy đi, dậy đi. Rùa à, đến xem ngôi nhà mới của bạn đi nào. Nước đâu rồi? Mình đây, đừng lo nha. Mình sẽ đổ đầy bể cá ngay lập tức. Vậy có phải không? Đèn, để giữ ấm cho anh bạn. Được rồi, và một chú cá tươi. Chú rùa của mình rất là phấn khích. Nó rất thích được trượt nước. Làm tốt lắm đó nha. Cảm ơn. Cảm ơn bạn nha. Tiền của mình đâu? Của bạn đây. Mình sẽ sấy khô nó. 2, 3, 400. Đừng quên đếm. Của ai vậy? Có chuyện gì vậy? Xin chào. Chú chuột hamster của mình đang tìm ngôi nhà mới. Mình sẽ lo. Không, mình hiểu rồi. Cảm ơn nha. Cái gì? Làm như khó lắm vậy. Một cái hộp. Kéo. Cắt một lỗ. Wow. Thêm cái mái nhà. Và dán tất cả lại. Rất nhiều cỏ khô. Ngôi nhà đã hoàn thành rồi. Cha. Không tốt đâu. Nó không chống cháy được. Ben à, chú chuột hamster nóng bỏng này hợp với bạn đó. Mình sẽ xây một ngôi nhà cho bạn, anh bạn. Giữ lấy, cảm ơn nha. Nó sẽ đẹp và rộng rãi. Các bức tường sẽ dán hình ảnh rừng rậm. Nhiều cát hơn. Và góc này đặt một ngọn núi lửa. Bánh xe bốc lửa. Dập lửa đi. Chai đựng nước uống. Không phải là bình chữa cháy nha. Cái lò nướng làm khay đồ ăn nè. Cái gì đây? Sao chổi? Có rồi. Đây sẽ là cái xích đu. Xong xuôi. Hãy để khách hàng vào đi. Anh bạn thích nó kìa. Cảm ơn. Bạn đã làm rất tuyệt đó nha. Bé hamster đâu rồi? Lạc mất cậu bạn rồi. Ô không, phải làm gì bây giờ đây? Này, bạn xong rồi. Thú cưng của mình đâu? Ờ, các bạn ơi, chuột hamster trốn ở đâu vậy ta? Bình luận xuống bên dưới giúp mình nha. Đây là thú cưng đầy lông của mình. Đến đây nào. Bạn có thích nơi mới của mình không? Có nè.
Hiểu lời cảm ơn đó nha. Đây nè. Than đá. Bạn có thể giữ lấy nó. Chà, là vàng. Cuối cùng thì tạm biệt. Cái gì? Nè, trả lại đây. Và bắt đầu dọn dẹp đi. Tiền của mình, mình có thể dùng cho kỳ nghỉ được rồi. Số tiền này chắc là đủ. Chúc may mắn. Ben à, cậu sẽ phụ trách cửa hàng nha. Chúc thành công. Dạ, bây giờ mình là ông chủ rồi. Và mình cần một trợ lý. Mình đang tìm việc nè. Dọn dẹp đi.